Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món ăn vặt vô cùng đơn giản và hấp dẫn luôn. Đó chính là chuối chiên. Và cách pha bột như thế nào để chuối chiên phồng, giòn rụm và có mùi thơm, em sẽ chia sẻ với quý cô bác một chút xíu mẹo thôi. Là quý cô bác sẽ làm chuối chiên thành công ngay lần đầu và rất là ngon luôn. Nhìn cái miếng chuối chiên nè, nó vàng ôm và cái phần bột nó rất là xốp. Quý cô bác đang theo dõi video, nếu thấy thích món chuối chiên mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Và đây là những nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Ở đây em có 600g chuối sứ. Quý cô bác chọn chuối mà nó mùi thì nó sẽ ngọt hơn. Chuối sứ hay còn gọi là chuối sim. Nếu không dùng chuối sứ thì quý cô bác có thể dùng chuối cao nè, hoặc là chuối già hương. Bột để pha thì em sử dụng gồm 4 loại. Đây là 30g bột mì. Bột mì quý cô bác dùng loại nào cũng được hết trơn nha. Tiếp theo nữa là 30g bột gạo. Không dùng bột gạo thì quý cô bác có thể dùng bột nếp cũng được. Tiếp theo không thể nào thiếu đó chính là bột chiên giòn. Đây em sử dụng 40g bột chiên giòn và 20g bột năng. Nếu không dùng bột năng thì quý cô bác có thể dùng bột bắp. Ở đây em dùng là 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột nghệ và 1 muỗng canh mè rang. Có thể dùng mè đen hoặc là mè trắng đều được hết nha. Và để chiên thì không thể nào thiếu đó là dầu ăn rồi. Nguyên liệu đã xong rồi đó, bây giờ thì chúng ta làm thôi. Đầu tiên là cho 4 loại bột vào trong một cái tô lớn, chúng ta trộn đều lại với nhau. Sau đó thì cho gia vị gồm đường, muối, bột nghệ và mè rang vào. Trộn đều thêm một lần nữa, bây giờ thì bắt đầu cho nước vào nha. Tổng cộng là 120g bột thì em sử dụng là 160ml nước. Cho nước vào từ từ, vừa cho và vừa khuấy như thế này đến khi nào mà thấy phần bột mịn là được. Bột khuấy xong có độ sệt như thế này nè quý cô bác. Nhìn phần bột nhìn hấp dẫn quá ha. Nếu mà dùng mè đen thì nhìn nó sẽ bắt mắt hơn nữa. Rồi để bột nghỉ khoảng 20 phút chúng ta mới bắt đầu chiên chuối nha. Trong thời gian đó thì chúng ta sẽ đi ép chuối. Chuối thì quý cô bác có thể sử dụng nguyên trái để chúng ta ép, hoặc là cắt đôi theo chiều dọc. Nếu thích ăn cái miếng chuối nó mỏng mỏng thì cắt đôi nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Nhưng mà em thích ăn cái trái chuối mà nó thật là to và thật là nhiều chuối, cho nên em sẽ dùng nguyên trái chuối để ép như thế này nha. Ép chuối xong thì đi chuẩn bị một chảo dầu nóng. Muốn chiên chuối cho ngon phải đảm bảo là cái phần dầu này nó ngập trái chuối nó mới ngon được, nó mới giòn và vàng đều. Phần bột đã nghỉ xong rồi, bây giờ thì cho những trái chuối đã ép vào. Quý cô bác cứ nhấn trái chuối cho nó chìm dưới bột như thế này. Sau đó thì mình vớt trái chuối lên và cho vào chảo dầu và chiên thôi. Quý cô bác dùng cái sạn chúng ta vớt cái trái chuối lên. Vớt lên có dính phần bột luôn, bây giờ thì cho vào chảo dầu. Và đương nhiên chiên chuối thì không thể nào chiên ở lửa lớn rồi, lửa thật là nhỏ thì chuối nó sẽ ngon hơn. Muốn chuối giòn và phồng đều, sau khi bỏ trái chuối vào trong dầu khoảng 2 phút, quý cô bác vớt ra. Nhúng vào bột thêm một lần thứ hai nữa, như vậy thì lớp bột áo bên ngoài nó sẽ rất là dày, sẽ làm cho miếng chuối ngon hơn. Và xin chia sẻ với quý cô bác một mẹo rất là nhỏ luôn, là khi chiên chuối một lần một mà chiên cho nó vàng luôn thì trái chuối nó sẽ không có được ngon lắm. Quý cô bác chiên nó hơi vàng đi, sau đó mình vớt khỏi chảo dầu để cho nó nguội hẳn đi và chiên lại lần thứ hai nữa thì trái chuối nó vừa phồng vừa giòn, lại giữ được độ giòn lâu nữa.
Trái chuối nó đã phồng lên rồi nè quý cô bác. Nhưng mà để giữ được cái phồng và giòn lâu thì quý cô bác vớt ra, chút xíu nữa mình chiên lại lần thứ hai nữa thì trái chuối nó sẽ rất là ngon luôn. Sử dụng vài cái que xiên thịt nướng hoặc là vài chiếc đũa, quý cô bác gác lên trên thành chảo như thế này. Sau đó thì mình vớt chuối ra để lên trên để cho nó tự nhiễu dầu xuống và cho trái chuối khô lại là được rồi. Những trái chuối chiên nhìn hấp dẫn chưa kìa, nhưng mà như vậy chưa có vàng giòn lắm đâu, chút xíu chiên lại lần hai nữa nhìn vô cùng hấp dẫn luôn. Và đây là đĩa chuối mà sau khi em đã làm xong nè. Chàng ơi nhìn nó phồng thấy thương quá. Chuối chiên xong có mùi thơm. Khi cắt ra thì bên trong có độ xốp như thế này. Đây là bí quyết pha bột mà em học từ bà cô đã bán chuối chiên hơn 20 năm rồi đó quý cô bác. Em xin chúc quý cô bác làm thành công món chuối chiên và có món ăn vặt thật là ngon nha. Còn bây giờ thì video của em đã hết rồi. Cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác xem video nếu thấy hay xin hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi món ăn mới mỗi ngày nha. Xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau. Bye bye!